Điều bất ngờ Minh Hằng nhận được tại trường quay The Face vỡ òa trong niềm sung sướng sinh nhật quá đặc biệt. Nữ ca sĩ vỡ òa trong sung sướng khi được nhà sản xuất The Face Việt Nam 2018 cùng fan club bất ngờ chúc mừng sinh nhật trong buổi ghi hình tại Hà Nội. Ngày 5 tháng 6, ca sĩ Minh Hằng có mặt tại Hà Nội để ghi hình buổi casting The Face Việt Nam 2018. Mặc dù chương trình ghi hình tới tận tối, song fan club Minh Hằng đã chuẩn bị sẵn hoa và bánh, chuẩn bị chúc mừng sinh nhật thần tượng. Rất bất ngờ thí sinh vào casting cuối cùng lại là đại diện nhà sản xuất The Face Việt Nam 2018. Minh Hằng vỡ òa trong sung sướng khi được chúc mừng sinh nhật ngay tại trường quay. Nhà sản xuất cùng các huấn luyện viên chung vui cùng nữ ca sĩ. Có thể thấy rõ vẻ ngạc nhiên tột độ trên gương mặt của Minh Hằng. Fan club tặng bánh sinh nhật và bó hoa vải thiều cho cô, nữ ca sĩ thổi nến và cầu nguyện cho tuổi mới. Biểu cảm phấn khích của giọng ca sinh năm 1987, Võ Hoàng Yến, Thanh Hằng, Nam Trung, quẩy tưng bừng, mừng sinh nhật đồng nghiệp. Cô chụp lại những món quà ý nghĩa do fan club cất công chuẩn bị cho mình. Chịu chị em ghen tị với Ngọc Lan vì được chồng bí mật tổ chức hẹn hò quá lãng mạn, vợ bật khóc tại chỗ. Thanh Bình bí mật chuẩn bị một buổi hẹn hò lãng mạn, không ngờ khiến bà xã xúc động thừa nhận mình còn nhiều điều chưa hoàn hảo. Gia đình diễn viên Ngọc Lan Thanh Bình vừa có chuyến ghi hình trong chương trình Con đến từ hành tinh nào tại Busan, Hàn Quốc. Trong chuyến đi này, Thanh Bình chủ động tạo một cuộc hẹn bất ngờ cho vợ, anh để lại bức thư trong phòng cùng bộ váy tự mình chọn mua để Ngọc Lan mặc đến điểm hẹn. Trong thư, anh dùng những lời tình cảm, ba sẽ đợi mẹ ở đó, ba yêu mẹ. Thanh Bình mặc vest bảnh bao, tự tay pha chế sẵn một ly cocktail, đợi vợ đến. Nhìn thấy chồng, Ngọc Lan chạy vội vào, cười rạng rỡ và thích thú thưởng thức món đồ uống mà ông xã chuẩn bị. Thời gian qua, cả hai ít có cơ hội ra ngoài hẹn hò riêng vì bận rộn, chăm lo cho con trai Lưu Yên Nguyễn. Chưa kể, cả Thanh Bình, Ngọc Lan đều tất bật với việc xây nhà mới, cũng như nhiều dự án phim khác nhau. Tranh thủ chuyến sang Hàn Quốc kết hợp công việc, Thanh Bình quyết định tổ chức một buổi tối riêng tư cùng trò chuyện với vợ để họ hiểu nhau nhiều hơn. Trước tình cảm của chồng, Ngọc Lan không kìm được xúc động. Cô thừa nhận bản thân còn vụng về, chưa biết chăm lo gia đình, thỉnh thoảng lại nóng tính. Nhưng lúc nào ông xã cũng bảo vệ, che chở, khiến cô càng trân trọng hạnh phúc của mình. Nghe những lời chia sẻ từ vợ, Thanh Bình ôm chặt, động viên vợ. Vì với anh, Ngọc Lan là một người phụ nữ hoàn hảo, luôn yêu thương chồng con. Đôi vợ chồng trẻ ghi lại nhiều khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau trong chuyến đi Hàn Quốc lần này. Gia đình nhỏ có dịp ghé làng Đông Y Bảo Giám và chụp hình lưu niệm trước tượng thần Y. Thành phố Busan nằm ven biển nên có thời tiết mát mẻ, khí hậu trong lành. Ngọc Lan dẫn bé Lô Yêu đi tham quan các thắng cảnh và mong muốn con trai sau này sẽ hướng ngoại, thích khám phá văn hóa và thiên nhiên. Năm 2018, Ngọc Lan kỷ niệm cột mốc 15 năm làm nghề. Sau chuyến đi Hàn, cô sẽ bắt tay thực hiện những dự án riêng để tri ân tình cảm của khán giả suốt thời gian qua. Lưu Yêu tỏ ra hào hứng trước các món ăn đường phố khi được bố bế vào một gian hàng. Lâm Vĩ Dạ kể về mối tình với diễn viên hài Anh Đức. Trên sóng truyền hình, ngồi ngay cạnh chồng, nhưng Lâm Vĩ Dạ vẫn rất hồn nhiên kể về mối tình ngày xưa với diễn viên Anh Đức. Hiếm khi xuất hiện cùng nhau trên sóng truyền hình, vợ chồng nghệ sĩ Hứa Minh Đạt, Lâm Vĩ Dạ bất ngờ trở thành khách mời tại Là Vợ Phải Thế, cùng với những câu chuyện cực kỳ thú vị về hành trình vượt cạn đầy cam go mà cả hai trải qua. Tiết lộ với Việt Hương, Lâm Vĩ Dạ đã từng thần tượng chồng mình từ lúc 15-16 tuổi, và mãi tận 4 năm sau mới có cơ hội để bày tỏ lời yêu thương. Không ngừng ngại chớp lấy cơ hội tiết lộ bí mật của đàn em, Việt Hương liền để lộ chuyện tình thời tuổi trẻ giữa Lâm Vĩ Dạ và diễn viên hài Anh Đức, khiến các nghệ sĩ không khỏi bất ngờ. Tiếp lời Việt Hương, Lâm Vĩ Dạ cho biết, cô và Anh Đức đã từng cãi nhau vì Hứa Minh Đạt, cũng chỉ bởi trong một lần đi chơi, Lâm Vĩ Dạ buộc Anh Đức dừng xe lại trước poster kịch của Hứa Minh Đạt, chỉ để nhìn ngắm vì anh ấy quá đẹp trai. Từ ngưỡng mộ đến trở thành người yêu của nhau quả là một quãng đường dài với Lâm Vĩ Dạ. Nữ diễn viên còn cho biết, bản thân hay đứng trước gương để tập tỏ tình với Hứa Minh Đạt để chuẩn bị cho thời cơ một ngày nào đó sẽ xuất hiện. Duyên đến không cần hẹn trước, khi cả hai đều bị thất bại trong tình yêu thì một cánh cửa mới đã mở ra. Lâm Vĩ Dạ và Hứa Minh Đạt tìm thấy sự đồng cảm với nhau sau những vở diễn chung, và cũng như những lời tâm sự với nhau mỗi khi yếu lòng. Cảm giác muốn lập gia đình và muốn sinh con cho người đàn ông ấy khiến Lâm Vĩ Dạ đồng ý kết hôn với Hứa Minh Đạt chỉ sau một năm yêu nhau.
Chẳng còn che giấu, Cường Đô La công khai chủ quyền Đàm Thú Trang trên mạng xã hội. Quen nhau không quá lâu, nhưng trong tất cả các chuyến đi, Cường Đô La đều đưa Đàm Thu Trang đi cùng. Gần đây, chuyện tình cảm của đại gia phố núi và bạn gái Đàm Thu Trang luôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Từ việc giấu kín chuyện hẹn hò, cả hai giờ đây là công khai rõ ràng và thường xuyên chia sẻ hình ảnh của nhau lên mạng xã hội. Mới đây, đại gia phố núi lại vừa chia sẻ hàng loạt khoảnh khắc trong chuyến đi Đà Lạt mới nhất của mình. Theo đó, chẳng úp mở, anh đã dùng hashtag thẳng Đàm Thu Trang và khẳng định mình đang đưa người yêu xinh đẹp đi du lịch. Anh hào hứng khoe khoảnh khắc bạn gái tạo dáng tinh nghịch. Cường Đô La cũng nhanh chóng ghi lại một số bức ảnh kỷ niệm trong chuyến đi. Cả hai đều diện trang phục đơn giản và năng động. Nếu như những chuyện tình trước của Cường Đô La với Hồ Ngọc Hà hay Hạ Vi luôn gặp nhiều ý kiến bình luận trái chiều, thì với Đàm Thu Trang, mọi người lại tò mò nhiều hơn là chỉ trích. Bên cạnh đó, cách yêu của cả hai cũng khác với trước. Nếu như Cường Đô La thấp tùng những người đẹp khác đi sự kiện, thì với Đàm Thu Trang, cả hai lại lựa chọn việc đồng hành trong cuộc sống của nhau và không còn vướng nhiều đến làng giải trí Việt. Một điểm khác biệt của Đàm Thu Trang là cô luôn đồng hành với anh trong mọi sở thích, đam mê. Lúc đi chơi những mô hình điều khiển, người đẹp cũng sát cánh bên Cường Đô La. Chính cô là người trên cùng chuyến xe với bạn trai trong hành trình siêu xe đầu năm. Cường Đô La cũng cho mọi người thấy được anh đang rất hạnh phúc bên người yêu, mọi thứ toát ra từ ánh mắt và nụ cười. Tại đám cưới của Diệp Lâm Anh, Cường Đô La không ngần ngại hôn Đàm Thu Trang trước đông đảo ánh nhìn của mọi người. Từ khi công khai hẹn hò, cả hai đã cùng nhau đi đến những sự kiện quan trọng, thay vì né tránh như những mối quan hệ trước đây. Lần hiếm hoi Hoài Linh vừa hát vừa nhảy tưng bừng tại một đám cưới của Vbiz. Rất hiếm hoi khán giả mới thấy được Hoài Linh hào hứng vừa hát vừa nhảy như thế tại một đám cưới. Vào ngày 4 tháng 6 vừa qua, đám cưới của nam diễn viên hài Phan Tân và bạn gái đã được diễn ra khá hoành tráng tại một khách sạn thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, đông đảo nghệ sĩ ở làng hài kịch đều đến tham dự ngày vui này như Thu Trang, Tiến Luật, Diệu Nhi, Anh Tú, Kiều Minh Tuấn, Khương Ngọc, Hứa Minh Đạt, Quách Ngọc Tuyên, Nam Thư. Kiều Minh Tuấn diện trang phục khá lạ mắt khi đi dự tiệc. Vợ chồng Thu Trang, Tiến Luật cùng đi đám cưới học trò. Đặc biệt nhất, nghệ sĩ Hoài Linh cũng đến chung vui cùng đàn em của mình. Có thể nói, đây là lần hiếm hoi nghệ sĩ Hoài Linh đến dự đám cưới của một nghệ sĩ trẻ. Sự có mặt của các sao Việt đã thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người ở đây. Hoài Linh diện đồ bà ba đơn giản như mọi lần đi sự kiện. Anh vui vẻ chụp ảnh cùng các đàn em như Nam Thư, Nguyễn Anh Tú, Minh Dự. Đối với tiệc cưới, các nghệ sĩ đã thay nhau tạo nên bầu không khí cực náo nhiệt và sôi động. Theo đó, một tiết mục khiến mọi người thích thú nhất là khi Hoài Linh lên sân khấu cùng hát, nhún nhảy với các người em trong nghề của mình ca khúc Túp Liều Lý Tưởng. Hoài Linh đã quậy rất sung, khiến mọi người đều ngỡ ngàng. Bởi lẽ ngoài việc diễn kịch thì nam nghệ sĩ khá hiếm hoi đi sự kiện tiệc tùng. Tiết mục này thu hút sự chú ý của rất nhiều khách mời có mặt tại ngày trọng đại của Phan Tân. Vì là diễn viên hài nên cách Phan Tân thực hiện lễ cưới cũng rất vui nhộn. Thay vì diện trang phục kiểu cách hay áo dài truyền thống, thì dàn phụ bê tráp lại mặc toàn đồ bà ba mang guốc. Nam diễn viên giả gái đẹp mê hồn khiến Hoài Linh Thành Lộc ngỡ ngàng. Nhắc tới nam diễn viên giả gái đẹp nhất trong showbiz Việt hiện nay, có lẽ không ai qua nổi Thái Duy. Còn nhớ trong tiểu phẩm Thanh Xà Bạch Xà tại Việt Nam Got Talent 2014, Thái Duy giả gái đẹp và duyên đến mức khiến giám khảo Hoài Linh Thành Lộc, những người chuyên giả gái cũng không nhận ra. Thái Duy chia sẻ, ở thời điểm hiện tại, Duy cũng đã đi làm da, làm răng và cắt tóc. Duy tập cho mình có được sự tự tin hơn trong giao tiếp. Nói chung, để có hình ảnh tự tin ngày hôm nay, Duy đã nỗ lực rất nhiều để phá bỏ bản thân của ngày hôm qua. Thái Duy, tên đầy đủ là Trần Thái Duy, sinh năm 1991 tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi đến với điện ảnh thứ 7 qua vai diễn Như Ý trong phim Xóm Trọ 3D, Thái Duy là thành viên chính của nhóm kịch cổ trang Chuồn Chuồn Giấy. Từng đạt giải ba Việt Nam Got Talent 2014. Sau chương trình này, Thái Duy liên tục nổi bật tại các game show giải trí như Cười Xuyên Việt, Tiếu Lâm Hội 2016 giải ba, Quán Quân Làng Hài Mở Hội 2017. Bên cạnh đó, Thái Duy còn là một diễn viên trẻ đa năng, hoạt động ở nhiều lĩnh vực như MC, diễn kịch, đóng phim sitcom, thiết kế cổ trang. Thái Duy cũng có lần tâm sự, cậu tự tin rằng khi mình giả gái thì không thua bất cứ một diễn viên nữ nào.
Thái Duy sở hữu một vẻ đẹp rất ngây thơ và mong manh khi hóa thân thành nữ và hút hồn người khác. Thật khó để tin đây là một chàng trai. Đặc biệt là giải gái theo phong cách cổ trang, Thái Duy nhận mình số 2 thì chắc chắn không ai dám xưng số 1. Mới đây nhất, Thái Duy còn ra MV ca nhạc Phổ Độ Chúng Sanh và hóa thân thành Quan Âm Bồ Tát. Hình ảnh của Thái Duy trong MV mới. Gần như cùng thời gian, Thái Duy cũng ra tiếp MV ca nhạc thứ 2 với tên gọi Âu Cơ, Quốc Mẫu Huyền Sử Ca và hóa thân thành Âu Cơ. Hóa thân thành Quan Âm và Âu Cơ là một thử thách không nhỏ với Thái Huy. Bởi lẽ, nữ hóa trang chưa chắc đã giống và đẹp, nhưng Thái Duy đã mang tới vẻ đẹp và thần thái của nhân vật.